Chào tất cả các bạn, sau đây là câu chuyện Ma trận bánh trung thu vừa ăn vừa run. Ngày 26 tháng 8, lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy gần 1 tấn nhân bánh trung thu không rõ nguồn gốc thu được tại số nhà kho 84 Phú Viên, quận Long Biên, Hà Nội. Trước đó, đêm 23 tháng 8, đội quản lý thị trường số 11 Hà Nội phối hợp với cục cảnh sát môi trường công an quận Tây Hồ thu giữ 2.000 nhân bánh không rõ xuất xứ. Tại phố Hàng Buồm, con phố sầm uất chuyên bán rượu bánh đồ khô, nay cũng bán thêm nguyên liệu làm bánh. Cửa hàng số 84 Hàng Buồm, toàn bộ nguyên liệu được bày công khai. Trên các can nhựa ghi các dòng chữ viết bằng nước dạng: nước đường bánh nướng, nước đường bánh dẻo, nước hoa bưởi. Chủ cửa hàng cho biết nước đường bán với giá 60.000 đồng một kilo. Mỗi kg nước đường có thể làm được khoảng 30 bánh. Bày nan nhiệt phía dưới là những túi ni lông trong suốt, bọc chun nhãn viết tay không hạn sử dụng. Ở đây có đầy đủ các loại nhân như hạt dưa, hạt sen, đậu xanh, trứng muối, vân vân. Tại chợ Đồng Xuân có nhiều cửa hàng bán nguyên liệu là bánh hơn. Một chủ kiosk cho biết, năm nay ngoài nhân khô, cửa hàng mới nhập thêm các loại nhân đóng gói sẵn, loại 2kg, 5kg, như sen nhuyễn, trà xanh, khoai môn, đậu xanh, sữa dừa. Các loại nhân đậu xanh, mè đen, trà xanh, mãng cầu có giá khoảng 40.000 đồng một kilo, đắt nhất là nhân thập cẩm, giá 180.000 đồng một kilo. Ở đây cũng bày bán một loạt các loại khay túi hộp nhãn để người làm bánh có thể hoàn thiện sản phẩm. Hộp giấy đựng bánh có giá từ 10.000 đồng tới 90.000 đồng một hộp, khay túi dao động từ 70 đến 90.000 đồng 100 bộ. Khi được hỏi về chất lượng các loại nhân bánh, bà chủ kiosk xề xòa: mỗi năm chị bán cả 100 triệu tiền hàng, các cửa hàng lớn còn nhập, không phải lo. Năm nay mạng xã hội cũng tích cực tham gia vào các công đoạn cung cấp nguyên liệu cho bánh trung thu hết mét. Chị Thu Hà, chủ một gian hàng trực tuyến tại phố Kim Ngưu cho biết, mỗi ngày cửa hàng bán được gần 30 kg bột các loại, còn nhân thì nhiều hơn. Chị Hà cho biết, giới trẻ thường thích ăn nhân có vị ngọt vừa, chứ không ngọt đậm như loại chợ hay bán. Càng ngọt thì càng dễ bảo quản, còn nhân ngọt thì vừa ít chất bảo quản hơn, chị Hà nói. Tuy nhiên, khi được hỏi về nguồn gốc các sản phẩm chế biến, chủ cửa hàng này chỉ nói đây là hàng nhập. Trao đổi với báo chí, bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, Viện Dinh dưỡng cho biết, bánh trung thu là một sản phẩm có đa dạng các loại thực phẩm, các loại gia vị, phụ gia thực phẩm, chất tạo màu, chất bảo quản, chất chống mốc. Mỗi loại nguyên liệu đều có nguy cơ mất an toàn thực phẩm cao, trong khi chế biến nếu không đảm bảo quy trình vệ sinh, từ sơ chế nguyên liệu, nơi chế biến, dụng cụ chế biến, vệ sinh và sức khỏe của người chế biến cũng có thể làm sản phẩm mất an toàn. Bác sĩ Tiến cho biết, để đảm bảo an toàn thực phẩm bánh trung thu, người tiêu dùng cần lựa chọn sản phẩm, nhà sản xuất, nơi bảo quản và nơi bán sản phẩm, cơ sở kinh doanh và khi sử dụng bánh. Tránh thanh tra Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Việt Cường cho biết, thời điểm này bắt đầu vào mùa sản xuất cao điểm của các cơ sở doanh nghiệp kinh doanh bánh trung thu. Cũng như mọi năm, vấn đề chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm luôn là mối quan tâm của người dân và cơ quan chức năng. Hiện các đoàn kiểm tra các sở ngành liên quan đang tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh. Nội dung kiểm tra chủ yếu là nguồn gốc, xuất xứ của phụ gia thực phẩm, nguyên liệu để sản xuất bánh trung thu. Ngoài ra, kiểm tra các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh phụ gia thực phẩm, nguyên liệu, bao bì bánh trung thu, ông Cường cho biết. Theo cơ quan chức năng, vì lợi nhuận nên xảy ra tình trạng các cơ sở sản xuất vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, thậm chí có cơ sở còn cố tình vi phạm. Do đó, năm nay các đoàn kiểm tra sẽ tập trung vào các cơ sở sản xuất, đặc biệt là các làng nghề truyền thống như Xuân Đỉnh, Xuân Tảo, Bắc Tứ Liêm, Na Phù, Hoài Đức, Yên Ninh, Thanh Trì và các nhà hàng, khách sạn có sản xuất bánh trung thu. Trao đổi với phóng viên, ông Tô Xuân Hồng, đội trưởng đội quản lý thị trường số 24, chi cục quản lý thị trường Hà Nội cho biết, các nguyên liệu đầu vào của các cơ sở sản xuất bánh trung thu như phụ gia thực phẩm, nguyên liệu bao bì, nhập lậu hay không rõ nguồn gốc phải được xử lý và bắt từ khâu vận chuyển. Khi đã vào thị trường, vào các cơ sở sản xuất thì không biết đâu mà lần. Chỉ riêng địa bàn huyện Hoài Đức có trên 10 cơ sở sản xuất bánh trung thu. Chúng tôi đề nghị các cơ sở sản xuất này phải ký cam kết về nguyên liệu đầu vào của sản phẩm mình sản xuất. Nhưng thực tế họ sản xuất như thế nào là chuyện khác, ông Hồng nói. Ông Vũ Vinh Phú, chủ tịch hiệp hội siêu thị Hà Nội cho rằng, khi sản xuất hàng hóa phát triển đa dạng, quyền lựa chọn thuộc về khách hàng. Tuy nhiên, riêng mặt hàng bánh trung thu, người tiêu dùng khó có thể thông thái được. Cứ đến hẹn lại lo về chất lượng sản phẩm bánh trung thu trên thị trường. Việc này tồn tại kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết là có cái lý của nó. Chúng ta không kiểm soát ngay từ đầu vào nguyên liệu, điều kiện sản xuất, hệ thống phân phối của các cơ sở sản xuất này, giao dịch mua bán không có hóa đơn chứng từ. Trong khi các cơ quan quản lý như y tế, công thương chỉ khi đến dịp lễ mới đi kiểm tra thì không ổn. Hàng nghìn cơ sở sản xuất, còn địa điểm bán thì không đếm xuể, mà chỉ có vài đoàn kiểm tra dịp cao điểm thì chỉ như cưỡi ngựa xem hoa thôi, ông Phú nói. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mời các bạn đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những video hay và mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.